Tí xíu chú rể phải đỡ cho cô dâu nhá, gồng không nổi á. Đẹp quá, bay về cho đẹp. Khoan, cô vô chú rể đợi tí. Rồi, rồi cô ơi, nhìn qua con cái nè. Trời ơi. Cô ơi, đây nè. Rồi nè, nhìn qua con nha. Cô ơi, cùng lại đi, cùng lại. Nhìn qua đây để lấy hình ảnh đẹp nào. Cười tươi, mời hai ba. Dạ rồi, cảm ơn. Đi tự nhiên đấy. Thôi chúc bạn nhiều.
nếu ở đây coi như là cô bác anh chị cha mẹ nước có quà tặng cô dâu chú rể thì cứ tặng, còn lát nữa thì qua bên kia để mà gửi tiền á, bạn bè có thể là tặng cho cô dâu chú rể cũng được. Cái thứ hai là vì là có phần làm lễ bên năm điện năm cũng không có gì là bên gia đình là bên đường gia đình của cái gì mà có quà để cho con để làm một cái điện một chính quyền ba chữ là đặt lên 18 màu lại cho chị hậu cho chị thì tình báo lên cho dùng để chứng dựng.